Đài CNN ngày 15 tháng 12 đưa tin quân đội Nga đã lắp tên lửa đạn đạo Yars vào ống phóng ở vùng Kaluga trong động thái nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đoạn phim đánh dấu sự kiện này ngay trước ngày lực lượng tên lửa chiến lược Nga 17 tháng 12 và cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được lắp vào một bể phóng tại đội hình tên lửa Kotensky ở vùng Kaluga. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi chính phủ Mỹ đang rút lại kế hoạch gửi các tổ hợp phòng không tầm xa tiên tiến Patriot cho Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tập kích đường không của Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất cứ tên lửa Patriot nào được gửi đến Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Ông Peskov nói thêm rằng kế hoạch của Mỹ vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng tên lửa Patriot sẽ lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Hôm 13 tháng 12, CNN dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden đang rút lại kế hoạch gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, có thể là ngay trong tuần này. Theo đó, kế hoạch vẫn còn chờ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông qua trước khi chuyển đến Tổng thống Biden ký duyệt. Chưa rõ Mỹ dự định gửi bao nhiêu hệ thống Patriot. Tờ The Guardian ngày 15 tháng 12 dẫn lời tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin cho rằng Nga đang cực kỳ thiếu đạn pháo nên có thể sẽ giảm nhanh hiệu quả của các chiến dịch trên bộ ở Ukraine. Phát biểu tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Rusi, ông cho rằng Điện Kremlin vốn chỉ dự định khiến Ukraine khuất phục trong thời gian ngắn nhưng lại vướng vào một cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng. Ông nhận định, Nga đang cực kỳ thiếu đạn pháo, điều này có nghĩa là khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công trên bộ thành công đang giảm nhanh. Ông giải thích rằng không có gì bí ẩn ở đây, ông Putin dự định tiến hành chiến dịch trong 30 ngày nhưng súng ống của Nga đến giờ đã khai hỏa trong gần 300 ngày. Về mặt tinh thần, khái niệm và thể chất, lực lượng của ông Putin đang ở mức thấp. Phát biểu của tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh là diễn biến mới nhất trong chuỗi nhận định tương tự của giới chức Ukraine và phương Tây. Họ tính toán số tên lửa, đạn pháo của Nga đã dùng và so với số dự trữ, dù có bằng chứng cho thấy Nga sản xuất đạn dược mới khi chiến sự tiếp diễn. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào về việc ngừng bắn dịp Giáng sinh tại Ukraine, đồng thời cho biết thêm chủ đề này không có trong chương trình nghị sự. Trước đó, ông Peskov nhấn mạnh rằng Ukraine cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, bao gồm việc Nga đã sáp nhập 4 vùng ở Ukraine, đồng thời cho hay không có chuyện Nga bắt đầu rút quân khỏi Ukraine trước thời điểm cuối năm.